Hello, đó đây là khu du lịch Kiền Trấn này nha các bạn. Rồi mình sẽ đi lên lên trên này thăm mộ Hồng Mật Tử. Đó. Mình đi xe máy lên luôn nha các bạn. Đó. Mình có thể là đi gỡ xe máy ở dưới mình đi bộ lên, và cũng có thể là chạy xe máy lên trên mình gỡ nha các bạn. Đó. Đây là cái đường đi lên mộ của ngày Hồng Mật Tử. Đó, đây bên này có cái đường này các bạn. Kiền Trấn này. Đó. Đây. Gỡ xe đó bạn. Bằng đá nước. Dưới kia hạ, dưới kia chỗ. Cái xe trên kia hả? Đó, đứng đây mình nhìn biển Quy Nhơn nè các bạn, ngắm cảnh biển Quy Nhơn nha, rất đẹp nha. Đó. Đây là con đường vào mình gỡ xe nha các bạn, nó dọc theo cái ven biển này. Từ ngay chỗ trung tâm thành phố Quy Nhơn đi lên đây còn 5 phút thôi các bạn, 5-6 phút thôi là mình tới được cái khu Kiền Trấn này rồi. Tới khu gửi xe này nghe các bạn. Đó. Đây nó có một cái nhà hàng này. Đây thì nó sẽ có bao gồm nè các bạn, hậu trồng nè, bãi tắm hoàng hậu nè, nhà hàng hoàng hậu nè, phòng VIP. Còn phía bên hướng ra cổng chính nha các bạn. Đây để đi cho. Bao nhiêu chú? Đây để. Đây chú ơi. Đó, hay. Dạ. Đây khách du lịch rất nhiều. Rồi. Của chú mộ Hồng Mật Tử trên đây đây nè chú. Rồi chúng ta đi lên mộ ngôi mộ của Hồng Mật Tử nha các bạn. Đó, đang đi bộ lên nè các bạn. Họ thấy không, cái cảnh đầu núi có hòn đá nè. Hồng Mật Tử hay gọi là Hồng Mật Tử tên thật là Nguyễn Trọng Chí nha các bạn. Sinh năm ngày 22 tháng 9 năm 1912 và mất ngày 11 tháng 11 năm 1940 nha các bạn. Đó, đây là cái con đường đi lên ngôi mộ của ngài nè. Ngài là một trong những cái nhà thơ rất nổi tiếng, khởi đầu cho dòng thơ lãng mạn nên các bạn. Đây là một trong những cái nghệ sĩ là nổi tiếng với dòng thơ lãng mạn và hiện đại của Việt Nam, và khởi xướng ra cái trường thơ loạn nha các bạn. Trong đó đây các bạn nhìn thấy không? Trong đó Hồng Mật Tử là và Quách Tấn, Yến Lon này, Chế Long Viên được cái người đương thời ở Bình Định gọi là Bàn Thành Tứ Hữu
nghĩa là 4 người bạn ở thành Đồ Bàn đó nghe các bạn. Đây các bạn thấy khung cảnh nè, khung cảnh ở gần rón này các bạn, nhìn thành phố Quy Nhơn của mình nè, đó về xa xa đó các bạn, rất đẹp nha. Hôm nay sưu tầm TV có dịp về đây nên là quay lại cái đi lên thăm cái ngôi mộ Hoàng Mạc Tử nha, cho các bạn xem nha, cũng như là quay lại. Đây là cái con đường đi lên nè các bạn. Nói về Hoàng Mạc Tử á, thì Hoàng Mạc Tử là có tổ tiên ở gốc là họ Phạm ở Thanh Hóa nha các bạn. Bố của ông đó là ông cố là Phạm Chương, vì liên quan đến quốc sự này gia đình đã bị truy nã nên người con trai là Phạm Bồi đã di chuyển vào Thừa Thiên Huế. Đã di chuyển vào Thừa Thiên Huế nha các bạn, để đổi lại là họ mẹ là họ Nguyễn. Sinh ra ông Nguyễn Văn Tận đã lấy vợ là Nguyễn Thị Di, con cụ Nguyễn Long, ngụ ý có danh thờ là vua Tự Đức, sinh hạ được 8 người con nha các bạn. Đó, đây là cái con đường đi vào ngôi mộ Hoàng Mạc Tử. Mình quay hết cái khung cảnh cho các bạn xem. Thì đó ạ. À. Đây. Mộ nhà thơ Hoàng Mạc Tử nè các bạn. Đây, cái đây là cái con đường đi lên mộ nhà thơ Hoàng Mạc Tử. Mình sẽ quay lại cho các bạn xem khung cảnh xung quanh cái ngôi mộ của ngài nha. Hôm nay nhân dịp về Bình Định, sưu tầm TV quay lại cái ghé thăm cái ngôi mộ của ngài. Đây là cái công viên đi vào này các bạn ơi. Khách du lịch cũng tham quan cũng rất đông. Khách du lịch tham quan cũng rất đông nha các bạn. Đây. Các bạn nhìn xa xa không? Xa xa đó là ngôi mộ của ngài Hoàng Mạc Tử đó. Thì ngôi mộ của ngài là được đắp bằng đá nha các bạn. Rồi bên hai bên tường là bằng đá nè, được dán những cái viên đá sỏi nè, rất rất tinh tế và rất đẹp. Và chúng ta đi lên cái hầm bậc cấp nè, đi lên hầm bậc cấp nha các bạn. Đó, các bạn thấy cái ngôi mộ của ngài không? Đó, rất đẹp nha các bạn. Mộ của nhà thơ Hoàng Mạc Tử ở trên cái đỉnh của cái gành rón nha các bạn. Đó, phía trước nè là cái nhà lưu niệm và có hàng cầu. Xung quanh thì có rất trồng rất nhiều cái loại cây xanh đẹp. Đặc biệt là ngôi mộ của ngài Hoàng Mạc Tử là hai bên thì được trồng hai cái cây mai nha các bạn, thắp đèn. Đó, người dân ở các tỉnh về viếng thăm cũng thứ nhất là cũng thứ hai đó là thắp cho ngài một nén nhang để tưởng nhớ và chụp lại những cái tấm hình kỷ niệm lưu niệm là đã đặt chân tới đây nha các bạn. Đó, xung quanh ở phía sau lưng ngài là cái ngôi nhà của ngài ở, thì nhà thơ Hoàng Mạc Tử ở thì có được trang trí rất nhiều cây xanh. Trên đầu của cái ngôi mộ thì có tượng Đức Bà nha. Đó, các bạn thấy khung cảnh không?
khung cảnh của ngôi mộ. Lần đầu tiên sưu tầm TV về đây, cũng là lần đầu tiên thì sưu tầm TV quay về các bạn, quay lại cái cảnh chỗ này, ngôi mộ này cho các bạn xem. Cũng như là nếu mà có dịp ấy, thì các bạn nên ghé thăm và thắp cho Hoàng Mật Tử một cái nén nhang nha các bạn. Đó, ở đây khách du lịch rất nhiều, khách du lịch rất nhiều nha các bạn. Mình tới mình thắp cho ngàn nén nhang. Sưu tầm TV xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay có dịp về Bình Định thì các bạn nhìn thấy phía sau không? Mình ghé thăm cái ngôi mộ của Hoàng Mật Tử nha các bạn, nhà thơ Hoàng Mật Tử. Thì mình về đây thắp cho nhà thơ cố nghệ sĩ một cái nén nhang, cũng như là quay lại cái toàn cảnh cái ngôi mộ ở nơi đây. Yeah, để cho giới thiệu cho các bạn xem. Nếu mà có dịp thì các bạn về Bình Định ấy, thì ghé lên thăm ngôi mộ của ngài nha các bạn. Rồi mời các bạn cũng khám phá cùng với mình nha. Đó, các bạn thấy không? Ủa gì vậy? Ủa gì trẻ bạn? Em hai mấy tuổi hả? Đây các bạn, mình quay cảnh cái phía bên trong của mộ luôn các bạn. Đây là nơi ân nghỉ trong tay Đức Mẹ Maria của Hoàng Tử. Hoàng Mật Tử nha mà. Đức Phêrô Phasico Nguyễn Trọng Trí. Đó. Rồi. Khách du lịch về thăm viếng rất đông nha các bạn. Đó, đứng trước ngôi mộ của ngài này có thể là nhìn rõ thành phố Quy Nhơn nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Sưu tầm TV về thăm cái ngôi mộ của ngài Hoàng Mật Tử. Giờ chúng ta sẽ đi khám phá tiếp ở cái khu gành rắn này, nó có cái khu du lịch gì nha các bạn. Quay lại cái cảnh cho các bạn xem. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo về thăm cái gành rắn nha các bạn, cũng như là thăm ngôi mộ của ngài Hoàng Mật Tử.